Video trước mình nói mình cài đặt quạt red laser và nâng cấp lên bản laser mới nhất rồi. Video tiếp theo mình sẽ dựa vào cái size mẫu này, theo cái size mẫu mở mỹ phẩm Sakura ấy, mình sẽ làm lại cái size mẫu này. Thì cái size mẫu này mình rồi là mình có trang chủ giới thiệu là shop thì mình có nhiều shop nè và những cái sản phẩm rồi tư vấn làm đẹp tiên là một tin tức đấy. Và bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ làm cái size này. Thì đầu tiên mình sẽ chuẩn bị cái vòng, những cái vòng gọi là master data trước. Master data là gì? Master data là những cái trang này, trang bay và những cái category trên một sản phẩm. Rồi bây giờ quay vô cái trang quản trị của Red ha. Đầu tiên mình vô mình sẽ xóa bớt những cái thành phần không cần thiết trước. Mình sẽ vô phần trang. Vô phần trang ha. Vô phần trang ở đây mình sẽ chọn tùy chọn hiển thị, mình cho nó là khoảng 200 ha. 200. Những cái mà nó đang có nhiệm vụ rồi, khi cái nào có đang nhiệm vụ thì mình giữ lại trang chủ và giữ lại, nhưng mình sẽ không được các bạn sẽ xóa trên tài khoản này. Rồi mình cũng áp dụng mình sẽ xong nha, hành động mình phải chọn bỏ rác nha, làm lại chọn ấy, mình loại ra những cái nào mình giữ lại xong không sau sau hành động mà xóa ra bỏ thùng rác áp dụng mình xóa ha. Rồi tiếp theo là mình cũng xóa tiếp cái phần sản phẩm, mình xóa luôn sản phẩm, mình xóa hết luôn ha. Đây mình chọn tất cả này, sản phẩm mình không giữ gì hết, mình xóa hết luôn, mình đổ bỏ thùng rác luôn. Ở đây nó có bị lỗi phần hiển thị đây, chút xíu mình sửa luôn, bỏ thùng rác hết luôn. Rồi sau đó đây mình ở đây nó xong rồi đúng không, thì mình tiếp tục mình sẽ vô cái phần danh mục, mình có đây mình xóa hết luôn ha, vô mình xóa hết luôn đó, xóa xong rồi mình vô phần viết log nè. Như lâu ở đây có mấy cái mình có thể, đây mình để lại cũng được, cái này cũng cần cùng xóa. Rồi vô phần bài viết ở đây cũng xóa hết luôn, chúng mình xóa sạch đây. Rồi xóa sạch, khi mà tôi còn rác mà chưa xóa thì mình muốn xóa một cái là xóa luôn, mình view lên là tất cả mọi thứ là xóa hết trừ trang chủ còn chưa xóa thôi đó, xóa. Xóa xong nha, đó, có cái nào mình xóa hết luôn. Rồi sau khi xóa xong rồi á, thì tiếp theo mình sẽ tạo ra những cái trang và những cái danh mục sản phẩm và những cái danh mục tin tức nha. Rồi kết thúc cái video này nha, video tiếp theo mình sẽ tạo ra